Thưa quý vị, Bắc Giang là một vùng đất cổ thuộc Kinh Bắc xưa, không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh, mà nơi đây còn nổi tiếng về những lễ hội truyền thống có nhiều nội dung phong phú hấp dẫn. Và lễ hội Sương Giang là một trong hơn 500 lễ hội truyền thống được tổ chức vào dịp đầu năm mới của tỉnh Bắc Giang. Chiến thắng Sương Giang năm 1427 đã chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh ở nước ta, mở ra một thời kỳ lịch sử mới cho dân tộc. Để mừng chiến thắng thì sau khi lên ngôi, vua Lê Lợi đã mở hội khao quân, tuyên đọc Đại cáo Bình Ngô. Và hòa trong không khí đó thì ở Kinh Bắc có trị sở đó là thành Sương Giang cũng mở hội. Từ đó đến nay thì lễ hội mừng chiến thắng thành Sương Giang đã trở thành một lễ hội lớn đầu xuân năm mới và thu hút được đông đảo du khách tới tham dự. Thành Sương Giang này đã đi vào cái lịch sử mà hàng năm tôi sẽ đưa con cháu đến đây để cho các cháu biết được cái lịch sử của thành Sương Giang, chiến thắng hào hùng, niềm tự hào của dân tộc. Đầu xuân năm mới ấy, tôi cũng đi rất là nhiều nơi. Nhưng mà đến cái thành Sương Giang này thực sự là cho tôi những cái cảm xúc đặc biệt hơn so với đi đến những nơi khác, nhớ lại những cái lịch sử hào hùng ngày xưa. Năm nay có cái đổi mới đó là tổ chức cái mâm lễ quả dâng Phật tại chùa thành, cũng như tổ chức các trò chơi dân gian, trưng bày các gian hàng chợ quê để đảm bảo với công tác an ninh trật tự trước, trong và sau lễ hội.